Rồi tiếp theo đây là một chiếc Bitcoin Tau Master này các bạn. Này Rally Fast này. Xe này chạy rất là nhanh nha. Nhỏ nhỏ nhưng mà đứng đẹp lắm. Ok. Rồi đây là một chiếc McLaren nha các bạn. Siêu xe nha. Nè, siêu xe nó mở cửa lên phía trên này các bạn này. Wow, cái này được lên ngâu nha. Ok, let's go. Wow. Đúng nha. Được theo là một chiếc xe giúp này các bạn này. Wow. À, phía trên này có 4 cái đèn này. Phía sau có một cái móc kẹo này. Ok. Tiếp theo đây là một chiếc xe tự đỗ nha các bạn. Đây. Không ai để đừng đất đá nha. Bấm cái nút này thì nó sẽ nâng lên hàng xuống các bạn này. Lên hàng xuống. Ok.